áp về rách giải bài tập full môn soạn văn hay nhất học livestream miễn phí tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu vào thư viện app, tải ngay áp về rách Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong Unit 2 Health, sức khỏe Sau Unit 2 thì chúng ta có thể đạt được một số cái mục tiêu như sau thứ nhất là về phần từ vựng chúng mình sẽ nắm được các từ vựng về những vấn đề sức khỏe và những cái tip những cái lời khuyên dành cho sức khỏe về phần phát âm chúng mình sẽ theo học âm f và âm v về phần ngữ pháp thì chúng mình sẽ có hai phần thứ nhất đó là câu mệnh lệnh với more và last thứ hai đó là những cái câu phức tạp ở phần giao tiếp thì chúng mình sẽ nói về những vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên về một cái lối sống khỏe mạnh. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu Unit 2 với bài học đầu tiên đó là Getting Started, Going Out or Staying In. Đi ra ngoài hay là ở bên trong nhà. Trước khi đi vào bài đọc thì cô muốn chúng mình sẽ quan sát bức tranh này một chút. Đây chính là cái bức tranh mô tả về cái bài tập số 1 của chúng ta. Trong bức tranh này thì mình thấy có xuất hiện hai bạn nam đúng không? Một bạn thì đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất nhiều cây cối và có vẻ hai bạn này đang gọi điện, đang nói chuyện điện thoại với nhau. Bạn còn lại thì đang nằm ở trên giường đúng không nhỉ? Và thời điểm đang chỉ lúc 10 giờ. Có vẻ như là 10 giờ sáng bởi vì ở ngoài trời thì đang rất là sáng sủa. Ok. Đó là nói về cái bức tranh, còn bây giờ cụ thể là nội dung của hai bạn này nói chuyện gì với nhau trong điện thoại thì chúng mình sẽ được tìm hiểu qua cái bài tập số 1, listen and read. Bây giờ thì cô sẽ bật cái file ghi âm của bài tập số 1 và nhiệm vụ của các em đó là hãy theo dõi sách giáo khoa trang số 16. Sau khi mà cái bài nghe kết thúc thì chúng mình cũng sẽ cùng nhau dịch cái đoạn hội thoại này. Bây giờ thì cô sẽ bật file nghe. Unit Two Health Unit Two Page Sixteen Getting Started Activity One Listen and Read Hi Fong Oh, hi. You woke me up, Nick. But it's ten o'clock already. Let's go out. No. Count me out. I think I'll stay at home and play Zooniverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What like, Nick? How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound down, Fom. Are you okay? I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I'm putting on weight too. All the more reason to go out. No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired, and I might get sunburn outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. Bài nghe đã kết thúc và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau dịch đoạn hội thoại này sang tiếng Việt. Đầu tiên bạn Nick nói rằng Chào Phong. Bạn Phong nói là Ô chào. Bạn đã đánh thức mình dậy đấy Nick. Bạn Nick nói rằng Nhưng mà đã 10 giờ rồi. Chúng ta hãy ra ngoài chơi. Và Bạn Phong trả lời Không, hãy loại mình ra khỏi cuộc chơi đi. Mình nghĩ là mình sẽ ở nhà và chơi chó Juniver ở trên máy tính của mình. Bạn Nick trả lời: "Cái gì cơ? Hôm nay là một ngày đẹp trời lắm đấy. Thôi nào. Bạn đã ngủ đủ rồi. Chúng ta hãy ra ngoài đi, nó lành mạnh hơn." Bạn Phong nói rằng: "Làm gì cơ Nick?" Và bạn Nick trả lời: "Đi bơi thì sao, hoặc là đi đạp xe, chúng thì đều rất là lành mạnh." Bạn Phong trả lời: "Không, mình không cảm thấy thích nó và bạn nick trả lời bạn có vẻ ốm yếu có vẻ không khỏe bạn có ổn không và bạn phong trả lời mình cảm thấy buồn mình ăn đồ ăn nhanh mọi lúc vì thế mình đang lên cân và bạn nick trả lời vậy là càng thêm lý do để bạn đi ra ngoài bạn phong trả lời không nick à hơn nữa mình cũng đang bị cảm mình cảm thấy yếu ớt và rất mệt mỏi. Và mình còn bị cháy nắng ở bên ngoài. Và bạn Nick trả lời. Mình sẽ không chấp nhận câu trả lời. Mình sẽ đến nhà bạn ngay bây giờ. Chúng ta đã nắm được nội dung của đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Phong. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang trang số 17 để làm các bài tập liên quan đến bài tập số 1 này. Bài tập phần A. Can you find a word or expression that means Em có thể tìm được một từ hoặc một cụm từ mà nó có ý nghĩa là như sau không? Chúng ta có 5 cái từ và cụm từ cho sẵn ở trong phần A. Nhiệm vụ của mình đó là lật lại các cái lời thoại của bạn Nick và bạn Phong để tìm ra từ hoặc cụm từ mà nó là những cái từ này mô tả được chơi nhở? Tức là đồng nghĩa với nhau đó. One, The name of a computer game. Tên của một loại trò chơi điện tử. Thông tin nó sẽ xuất hiện ở lời hội thoại số 4 các em ạ. À. Bạn Phong nói rằng I think I will stay at home and play universe on my computer. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà và chơi trò universe ở trên máy tính của tôi. Như vậy, Số 1 người ta hỏi tên của cái loại trò chơi điện tử thì nó là chó Universe Chúng ta viết cái tên đó vào Câu số 2 I don't want to Tôi không muốn Thì các em hãy nhìn vào cái lời thoại đầu tiên bên phải giúp cô No, I don't feel like it Tôi cảm thấy không thích đây chính là cái câu đồng nghĩa với I don't want. Không thích tức là không muốn đúng không? I don't feel like. Chúng mình viết đầy đủ vào giúp cô nhé. Số 3, feeling sad, cảm thấy buồn. Cụm từ này cũng xuất hiện ở ngay bên dưới thôi. Đây. Bạn Phong nói I do feel kind of sad Tôi cảm thấy buồn Đó Nó chỉ là một cái cách nói khác thôi Còn cái ý nghĩa của nó giống hệt nhau Được chưa nhỉ? Feel kind of sad Ok For becoming fatter Trở nên béo hơn Chắc hẳn là khi nhắc đến cái trở nên béo hơn này thì chúng mình đã có đáp án ở trong đầu rồi đúng không nhỉ? Và đó chính là cái cụm từ putting on weight cùng lời thoại với câu số 3. Đúng không? I'm putting on weight too của bạn Phong, chúng ta nhìn thấy chưa nhỉ? Ok. Đó. Thế thì câu số 4 này mình sẽ điền là putting on weight. Cô nhắc một chút là cái này chúng mình phải gấp đôi âm T lên nhá. Còn chúng mình chỉ viết có một chữ T tức là chúng mình đã viết sai rồi các em ạ. À. Hãy nhớ giúp cô là putting có hai chữ T. Câu số 5. I don't accept it. Tôi không chấp nhận nó. Nó chính bằng cái lời thoại nằm ở dòng cuối cùng trong bài hội thoại. I won't take no for an answer. Tôi sẽ không chấp nhận cái câu trả lời đó được chưa I won't take no for an answer ok chúng mình đã hoàn thành xong bài tập a bây giờ hãy nhìn xuống bài tập b giúp cô nào read the conversation again who wants to do the following things hãy đọc lại cái bài hội thoại và ai là người muốn làm những cái điều sau đây? Mình có Nick và Phong này, và mình có 5 hoạt động. Thì người nào muốn làm cái gì thì chúng mình sẽ tích vào tên của họ, được chưa nhỉ? One Stay at home Ở nhà À, người muốn ở nhà chắc chắn là bạn Phong rồi Bởi vì bạn Nick là người gọi điện cho bạn Phong ra ngoài đúng không? Như vậy thì one chúng mình sẽ tích vào phòng. Two, play computer games. Chơi trò chơi trên máy vi tính. Đây cũng là bạn Phong Bởi vì cái lý do mà bạn ấy ở nhà là để bạn ấy chơi chó Juniper trên máy tính. Đúng không nhỉ? Số 3, go outside. Đi ra ngoài. Đây chắc chắn là bạn Nick rồi vì bạn ấy là người gọi điện rủ bạn Phong đi 4. Go swimming. Đi bơi. Đây cũng là mong muốn của bạn Nick. Bởi vì bạn ấy nói là gì? Nó làm sao nhỉ? Nó rất là lành mạnh, đúng không? Số 5, avoid getting sunburned. Tránh bị cháy nắng. À, cái bạn mà sợ bị cháy nắng đó chính là bạn Phong. Ở cuối cái đoạn hội thoại thì bạn ấy nói là gì? Bạn ấy ra ngoài bạn ấy sẽ bị cháy nắng mất. Cho nên là cái người sợ bị cháy nắng sẽ là bạn Phong. Tích vào đây giúp cô. Như vậy là mình đã hoàn thành xong toàn bộ các yêu cầu của bài tập số 1. Trước khi chuyển sang bài tiếp theo thì cô muốn chúng ta sẽ dành khoảng 30 giây để soát lại đáp án. 30 giây cho các em bắt đầu. Chúng mình chuyển sang bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2 như sau. Match the health problems in the box with the pictures, then listen and repeat. Hãy nối những cái vấn đề sức khỏe với hình ảnh tương ứng. Sau đó, nghe và nhắc lại. Chúng mình có 6 cái vấn đề sức khỏe này tương ứng với 6 bức hình. Bây giờ trước khi mà chúng mình nối thì chúng mình sẽ phải biết được là những cái từ này nó có ý nghĩa là gì thì chúng mình mới nối được đúng không nhỉ? thế thì bây giờ cô sẽ giải thích lần lượt từng từ và cụm từ bạn nào mà từ nào chúng mình chưa biết thì chúng mình có thể chú thích lại một cách nhanh chóng giúp cô a. sports. mụn b. sunburn. trái nắng c. put on weight. tăng cân d. flu. cúm e. allergy. dị ứng And of sickness, ốm. Được chưa nhở? Bây giờ sau khi đã biết cái nghĩa rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau đi nối với các bức hình. Bức hình số 1 chúng ta thấy Người phụ nữ này đang bị gì đây? Đúng rồi, người phụ nữ này đang bị dị ứng các em ạ, à, dị ứng ở da. Dị ứng là gì đây? Là allergy, phương án. E Bức hình số 2, người phụ nữ này đang xoa đầu như vậy là có vẻ cô ấy đang rất mệt mỏi, đang đau đầu. Có vẻ sắp ốm rồi đúng không? Chúng ta nối với F, sickness. Số 3, chúng ta thấy người phụ nữ này đang dùng khăn để làm một cái điều gì đó với mũi mà chắc chắn là chúng ta biết rồi đúng không? Đó, thì cô không cần nói ra nữa. Đây chính là cô ấy đang bị cúm. Cúm chúng ta có flu. Đáp án D. Số 4. Người phụ nữ này đang làm gì đấy? Đang tập thể dục. Vì sao nhở? Vì cân nặng của cô ấy đang bị thừa. tức là cô ấy bị tăng cân. Put on weight. Đáp án C. Bức hình số 5. Chúng ta thấy em nhỏ này đang có một cái gương mặt rất là đỏ. Và đây chính là cái biểu hiện của việc bị cháy nắng các em ạ. À, nếu như em nào bị rồi hoặc chứng kiến rồi thì chúng mình sẽ biết. Còn nếu như bạn nào mà chúng ta chưa thấy bao giờ thì có thể là chúng ta sẽ nhầm rằng đây là bị dị ứng. Đó thì lưu ý cho cô đây là chúng ta bị cháy nắng nhá. Phương án B. Số 6 này thì có vẻ là dễ nhất đúng không nhỉ? Đây là bị mọc mụn đáp án A. Sports Ok. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nhiệm vụ số 2 đó là listen and repeat. Bây giờ cô sẽ bật file ghi âm, nhiệm vụ của các em là nghe và nhắc lại theo đoạn băng ghi âm và cô. Unit 2. Page 17. Getting started. Activity 2. A. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen and repeat. A Spots. A Spots. B Sunburn. B Sunburn c. put on weight. c. put on weight. d. flu. d. flu. e. an allergy. e. an allergy. F. Sickness. F. Sickness. Chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của phần A bài tập số 2. Bây giờ hãy nhìn xuống dưới cuối của trang số 17 để hoàn thành bài tập B. Yêu cầu của phần B đó là Which problems do you think are the most common with your classmates? Rank the problems from the most common to the least common, then share with a partner. Những cái vấn đề sức khỏe nào mà thường gặp nhất đối với các bạn bè trong lớp của em? Hãy xếp hạng các vấn đề từ dễ gặp nhất là số 1 cho đến ít gặp nhất là số 6. Sau đó hãy chia sẻ với người bạn của mình. Cái bài tập B này thì nó chỉ đơn giản là chúng mình sắp xếp thứ tự của 6 vấn đề sức khỏe ở bên trên vào một cái danh sách hoặc là một cái bảng. Trong đó số 1 là thường gặp nhất và số 6 là ít gặp nhất, tức là chúng mình xếp theo cái mật độ giảm dần. Thì cái bài tập B này nó cũng do cái uh, gọi là cái thực trạng ở lớp của các em nữa cho nên là bài tập B này chúng mình có thể tự lập ra một cái bảng. Không có gì khó khăn cả. Và chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo ngay bây giờ. Bài tập tiếp theo của chúng mình đó chính là bài tập số 3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice 1 to 5 with the people A to E? Những cái người này thì đang có những cái lời khuyên sai. Em có thể nối những cái lời khuyên đúng với từng người được không? à như vậy chúng ta có thể quan sát một cách sơ bộ thì những cái cột ở bên trái là những cái lời khuyên còn những cột ở bên phải là mô tả cái vấn đề của người ta đang có và chúng ta cần phải sắp xếp lại xem từng cái lời khuyên này thì nó cần phải ứng với cái vấn đề nào bởi vì những người này và những cái lời khuyên này đang bị sắp xếp sai thứ tự các em ạ Được chưa nhỏ rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt từng cái lời khuyên nhé. Số 1, wear a hat, đội mũ. Số 2, wash your hands regularly, rửa tay thường xuyên. Số 3, be careful with what you eat and drink, hãy cẩn thận với những gì mà bạn ăn và uống. Số 4, exercise regularly, tập thể dục thường xuyên. Số 5. Wash your face regularly. Rửa mặt thường xuyên. Sang đến phần bên phải là các cái bức hình nêu ra những cái vấn đề. A chúng ta có là rửa mặt đúng không nhỉ? B thì là tập thể dục. C thì là đội mũ đúng không nhỉ? Bởi vì cô này đang ra nắng. D thì là rửa tay và Y đó là liên quan đến đồ ăn, tức là ăn uống cẩn thận tử tế, đúng không nhỉ? À như vậy thì chúng ta có thể rất dễ dàng nối được một với phương án là C. Hai là rửa tay thì chúng ta nối với phương án D. Ba là cẩn thận với những gì bạn ăn và uống thì nó sẽ là bức hình cuối cùng. Bức hình E. 4. Tập thể dục thường xuyên chính là bức hình B. Và cuối cùng, số 5, rửa mặt thường xuyên. Nó sẽ là bức hình A. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 một cách rất là dễ dàng đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài tập cuối cùng đó là bài tập số 4. A game is a game. Đó là một cái trò chơi các em ạ. Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around and try to find the person with the card and matches draws. Hãy lấy một cái tấm thẻ với một vấn đề về sức khỏe hoặc một lời khuyên. Sau đó thì đi quanh lớp và cố gắng tìm ra cái người mà có tấm thẻ trùng khớp hoặc là có tức là hợp lý em và bạn đó có thể nối hai tấm thẻ với nhau chẳng hạn em cầm cái tấm thẻ là em bị cháy nắng thì em phải tìm người có cái tấm thẻ là gì là hãy đội mũ vào chẳng hạn ok thì đó cũng chính là cái nội dung của bài tập số 4 thì bài tập số 4 này chúng mình có thể chơi ở trên lớp cùng với giáo viên và các bạn của các em. Ở đây thì cô cũng không có partner, cô cũng không có một cái dụng cụ hỗ trợ nào cho nên là cô không thể hướng dẫn các em một cách xa hơn được nữa. Và video của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cô rất hy vọng là chúng mình có thể học được nhiều từ vựng mới thông qua cái phần getting started ngày hôm nay. Cụ thể đó chính là cái phần bài tập A và bài tập số 2 các em nhé. Đặc biệt, phần bài tập số 2 này cô hy vọng chúng mình có thể nhớ ngay lập tức bởi vì xuyên suốt tuần học này thì chúng mình sẽ học về cái chủ đề sức khỏe nên chúng mình sẽ gặp tên của những cái vấn đề sức khỏe ví dụ như thế này rất là nhiều. Đó, thì chúng mình sẽ cẩn thận. Video ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách